huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam thua vì không may mắn. Huấn luyện viên Park Hang-seo vô cùng tiếc nuối khi Duy Mạnh nhận thẻ đỏ làm thế trận thay đổi hoàn toàn và tuyển Việt Nam thua ngược Saudi Arabia 1 đến 3. Tuyển Việt Nam đã có một trận rất đáng khen ngợi khi ghi bàn dẫn trước đối thủ mạnh Saudi Arabia với siêu phẩm của Quang Hải. Tuy nhiên, sau khi Duy Mạnh bị đuổi khỏi sân và đội bóng áo đỏ bị thổi phạt penalty, Saudi Arabia lội ngược dòng thắng 3-1, nói về trận đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối mặc dù chúng tôi ghi bàn trước nhưng lại để thua ngược tôi cảm thấy khá tiếc nuối chúng tôi không may mắn khi để thua hai bàn trên chấm phạt đền chúng tôi lại mất người nên thua thiệt về quân số tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực hết sức việc để thua hai bàn phạt đền một phần cũng là cái thiếu về mặt chiến thuật tuyển việt nam cần tiếp tục hoàn chỉnh về chiến thuật trận tới chúng tôi gặp australia trên sân nhà đây là một đội bóng hạt giống được đánh giá cao hơn cả saudi arabia Huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn bình luận gì nhiều về tình huống trọng tài thổi phạt ghi mạnh. Tuy nhiên chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng nếu không có bước ngoặt bất lợi này, tuyển Việt Nam mới là đội giành chiến thắng trước Saudi Arabia. Việc thua thiệt về con người thật sự ảnh hưởng lớn hơn so với thua thiệt về kỹ thuật. Tất nhiên kết quả trận đấu không thể thay đổi được. Nhưng nếu không mất người, tôi nghĩ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 3-2, ông Park nói. Về việc không chơi tấn công sau khi có bàn thắng dẫn trước, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đã ghi bàn trước khi chẳng có lý do gì để chúng tôi đã tấn công tiếp cả, nhất là khi Việt Nam đang thi đấu trên sân khách. Dẫu sao thì sau trận đấu này, chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực, đánh giá về trận đấu với Australia ngày mùng 7 tháng 9 tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận tuyển Việt Nam tiếp tục gặp khó, nhưng có nhiều động lực khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình. Dự kiến tối mùng 3 tháng 9, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt tại Hà Nội.